Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ tư ngày 25 tháng 5 năm 2022 của 12 con giáp. Thông tin tổng quan ngày 25 tháng 5 năm 2022, tức ngày 25 tháng 4 âm lịch, ngày Mậu Dần, cụ thể như sau. Tuổi xung ngày, Canh Thân, Giáp Thân. Tuổi hợp trong ngày, ngày Dần, Lục hợp hợi, Tam hợp ngọ và Tuất thành hỏa cục. Giờ hoàng đạo, giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Kỷ giờ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Hướng tốt xuất hành, hướng đông nam, hướng bắc. Xem tử vi hàng ngày dự báo 4 tuổi tài lộc vượng phát trong ngày thứ tư này sẽ là tuổi Mão, tuổi Hợi, tuổi Tý và tuổi Ngọ. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 25 tháng 5 năm 2022 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý. Hôm nay là ngày mà công việc của Tý may mắn nhờ chính tài độ vận. Đặc biệt là những bạn đang chú tâm vào công việc chính, có dấu hiệu được tăng lương, thăng chức. Sự chăm chỉ, cần cù của bạn cũng khiến công việc tiến triển nhanh hơn. Nhờ cục diện thủy sinh mộc nên tình cảm của Tý có dấu hiệu khởi sắc. Bạn chưa bao giờ là người sống ích kỷ, nhưng cũng không ngại ngần gạt bỏ những người bạn keo kiệt, sống không biết điều ra khỏi cuộc sống của mình. Hôm nay tiền bạc không gặp trục trặc nên Tý có thời gian để nghỉ ngơi. May mắn hơn là có những người nợ dai bỗng quay lại xin lỗi và trả nợ cho bạn. Nhiều người có thêm nguồn thu từ công việc tay trái như bán hàng, nhận dự án. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, bạn tự làm điểm tựa của chính mình. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, số vất vả làm gì cũng chật vật. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, thời gian khó khăn sắp qua đi. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, biết được bộ mặt thật của vài người. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, trong gia đình, họ hàng có tin vui. Con số may mắn 2, 9. Giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, xanh dương, đen. Quý nhân phù trợ, Thìn, Sửu. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, nay Sửu đi làm khá thị phi và hay có kẻ thích cạnh tranh với bạn vì có kiếp tài chiếu mệnh. Đặc biệt là những bạn làm chủ thầu, quản lý, cẩn thận bị cấp dưới chơi xấu. Làm việc gì cũng nên trực tiếp xem xét, ghi chép lại, đề phòng trường hợp xấu xảy ra. Tuy nhiên, đừng tình cảm đi xuống vì cục diện mộc khắc thổ. Bạn phải học được cách phớt lờ những đánh giá từ bên ngoài, nếu không thì vẫn còn khổ tâm nhiều. Không phải ai cũng tốt đẹp như vẻ bề ngoài mà họ thể hiện, kể cả bạn bè chơi với nhau lâu. Sống cần lắng nghe để phân biệt đúng sai mà học hỏi thêm. Mặt tiền bạc, làm ăn cũng thế. Thời gian này đừng hấp tấp đầu tư bất động sản, góp vốn làm ăn hay mua cổ phiếu, nguy cơ mất trắng rất cao. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, bản thân thì không lo song cứ suy nghĩ cho người khác. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, quá mệt mỏi vì hay bị phán xét. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, nói thì dễ nhưng làm cực kỳ khó. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, không phải ai cũng thánh thiện như họ thể hiện. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, ngắt kết nối với mạng xã hội và đọc sách. Con số may mắn 7, 4, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường cam, vàng. Quý nhân phù trợ Tỵ, Dậu. Tử vi tuổi Dần, thứ tư của tuổi Dần có thiên quan lâm vận. Những trục trặc trong công việc xảy ra trong hôm nay thường xuất phát từ cấp trên. Bạn đừng trách bản thân. Đôi khi cái sai không đến từ bạn mà đến từ lãnh đạo. Mặt tình cảm nhờ hai hành mộc tương hòa nên cũng ổn định hơn ngày trước. Những giận hờn trong các mối quan hệ dần được xóa bỏ. Khuyên con giáp này bớt ôm mối hận, hoan hỉ để tích phước cho mình. Tuổi Dần được khen là biết cân đối chi tiêu trong gia đình, không tiêu hoang. Bạn làm được, ăn được, chứ không bám víu ai bao giờ. Không ai dám ngăn cản, chê bai bạn được nửa câu. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, cơ thể mệt mỏi, dễ nổi cáu. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, bạn cảm thấy mất động lực trong cuộc sống. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, nên để ý đến thái độ cấp trên nhiều hơn. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc,
bạn đang có cảm giác căng thẳng. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, bạn bị rối loạn giấc ngủ, khó ngủ sâu. Con số may mắn 0, 5. Giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: hồng, xanh lá. Quý nhân phù trợ: Ngọ, Tuất. Tử vi tuổi Mão, hôm nay công việc của Mão may mắn và suôn sẻ hơn nhiều người vì có chính quan trợ mệnh. Đặc biệt là những bạn đang xin việc, thi cử, tranh chức, có quý nhân đứng sau phù hộ, cho nên bạn hãy tự tin lên. Tình cảm bình ổn, không có biến động nhờ hai hành mộc tương hòa. Con cái ngoan ngoãn, không phá phách làm khổ cha mẹ. Con giáp này đi đâu cũng được quý mến nhờ khéo ăn, khéo nói. Nếu tâm trạng bạn vui vẻ, kết quả công việc mà bạn đạt được cũng sẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của bạn. Nhiều người kinh doanh xe cộ, đất đai, dịch vụ du lịch còn được khách hàng cho lộc. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, việc mình thì mình làm, không ôm việc. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, nên nghỉ ngơi, hít thở đều và bắt đầu chữa lành cơ thể. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, cảm giác kiệt quệ bao trùm khiến bạn khó tính. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, những điều vô nghĩa dễ khiến bạn buồn. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, bạn không có nghĩa vụ phải cho người ta vay tiền. Con số may mắn 1, 2. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: đen, tím. Quý nhân phù trợ: Hợi, Tuất. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chủ thích trong phần mục lục ngay dưới đây. Tử vi tuổi Thìn. Tuổi Thìn thứ tư này có tỷ kiên chiếu vận, nhớ cẩn thận với bạn bè làm ăn chung, đồng nghiệp vì họ không thánh thiện như vẻ bề ngoài. Có khi bạn bị đâm sau lưng từ lúc nào mà không hề hay biết, công việc trục trặc cũng từ đó mà ra. Cục diện mộc khắc thổ khuyến khích con giáp này bộc lộ cảm xúc thật, đừng che giấu. Gần đây tâm trạng không thoải mái là do không tâm sự với gia đình, bạn bè thì xa lánh. Lúc khó khăn không thấy mặt, lúc có ăn uống là đến đông đủ. Bạn bè như vậy nên nghỉ chơi. Tiếc rằng việc kiếm tiền của bản mệnh lại gặp khá nhiều khó khăn. Nếu biết mở miệng hỏi những người có kinh nghiệm thì sẽ đỡ hơn nhiều. Con giáp tuổi Thìn hôm nay không nên khai trương, mở hàng hay vay tiền làm ăn. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, người với người chỉ cần thật thà là đủ. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, bạn bè toàn lợi dụng nhau lúc có tiền. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, khi khó khăn không thấy ai ra tay cứu giúp. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, hối hận vì đã không làm điều gì đó. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, không nên bỏ tiền vào tài xỉu lô đề. Con số may mắn 3, 8. Giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, đỏ. Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý. Tử vi tuổi Tỵ. Ngày mới thiên ấn trợ mệnh có lợi cho những bạn sắp lên chức, làm quản lý hoặc làm chủ. Bạn có tiếng nói trong công việc, được mọi người xung quanh tin tưởng và khen ngợi khá nhiều mà bạn không hề hay biết. Tuy nhiên, mặt tình cảm vì lâm tương hại nên có điểm xa cách, chia ly. Con giáp này dễ phạm tiểu nhân, hay phải sống xa nhà vì cơm áo gạo tiền, cô đơn và ít bạn bè thân thiết. Các cặp đôi đang yêu nên hạn chế cãi cọ kẻo chia tay. Đường tài lộc may mắn nhờ mộc sinh hỏa. Con giáp này nỗ lực bằng chính khả năng của mình chứ không phải chờ đợi người khác giúp đỡ. Tiền bạn làm ra mỗi ngày đều là đồng tiền sạch, về sau sẽ nhận được nhiều phước lộc. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, sống tự lập, ghét dựa dẫm. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, bạn bè không tốt thì nghỉ chơi ngay. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, tình yêu chỉ là một loại gia vị trong cuộc sống. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, bạn biết quan tâm đến người khác nhiều hơn. Con số may mắn 7, 0. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: đỏ, vàng. Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, chính ấn chiếu vận có lợi cho chức vụ, quyền lợi của tuổi Ngọ trong công việc hôm nay. Bạn biết cách sử dụng kiến thức sẵn có của mình để tạo ra giá trị cho bản thân, chứ không cậy chức, cậy quyền. Tuy nhiên, muốn thành công có lẽ bạn cần nhanh nhẹn hơn nữa. Nhờ cục diện tương sinh mộc hỏa nên bản mệnh có được sự ủng hộ từ bạn bè và những người thân yêu. Bạn còn cảm nhận rõ được sự chân thành mà người ấy dành cho mình.
được tam hợp nâng đỡ nên chuyện tiền nong có khởi sắc hơn hẳn mọi ngày. Kết thúc những ngày vất vả, hôm nay bạn sẽ có thời gian nghỉ ngơi và tự mua cho mình một món đồ yêu thích mà không cần sợ tài chính eo hẹp. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, cô đơn không đáng sợ như bạn nghĩ. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, sự sung túc của cuộc đời nằm ở sự khoan dung. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, sống có đức thì mặc sức mà hưởng lộc. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, bạn có tính thương người hay làm ơn mắc oán. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, tính tình hiền lành nên hay bị chơi xấu. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường hồng, trắng. Quý nhân phù trợ Tuất, Mùi. Tử vi tuổi Mùi, tử vi cho biết công việc của tuổi Mùi gặp kiếp tài nên có trục trặc liên quan đến cấp dưới, đồng nghiệp nhỏ tuổi hoặc bạn bè. Bạn sống quá hiền hậu nên hay để người khác qua mặt, nói xấu sau lưng. Làm gì cũng phải cứng rắn, ăn to, nói lớn thì người ta mới sợ bạn, không dám đặt điều bôi nhọ. Vì cục diện mộc khắc thổ nên hôm nay bản mệnh phải kiềm chế tính cách nóng nảy, kẻo xung đột với hàng xóm, bạn bè. Có những chuyện gắng gượng một chút thì sẽ qua thôi. Một điều nhịn, chín điều lành, tích phúc cho bản thân. Tử vi nhắc bạn hãy thận trọng khi giao dịch với tiền bạc. Đầu tư vốn ngay bây giờ có thể có những kết quả rất tiêu cực. Việc khai trương, chơi hụi, chung vốn làm ăn nên tạm hoãn lại. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, không phải chuyện gì cũng có thể làm nhanh. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, người khác đặt điều nói xấu bạn đừng quan tâm. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, ngoảnh mặt làm ngơ, bơ đi mà sống. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, hay gặp phải mấy người vô duyên khi đi ra ngoài. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, mỗi ngày được sống, được bình yên đã là may mắn rồi. Con số may mắn 4, 1, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường trắng, đỏ cam. Quý nhân phù trợ Ngọ, Hợi. Tử vi tuổi Thân, xem tử vi hôm nay, công việc trở ngại vì lâm tương xung, bản mệnh có thể bị điều chuyển công tác, vị trí hoặc phải làm hộ việc cho người khác. Đôi khi còn làm ơn mắc oán, giúp người nhưng không được câu cảm ơn mà còn bị trách ngược lại. Vận tình cảm không may mắn vì ngũ hành mộc khắc kim. Trong chuyện tình yêu, bạn khá vụng về. Nhiều người lớn tuổi rồi nhưng vẫn chưa lập gia đình vì kén chọn, khó yêu, khó chiều hay bị gia đình nhắc nhở đến đau đầu. Bù lại, đường tài lộc được thực thần chiếu cố nên có lộc nhiều hơn mọi ngày. Thân là con giáp giỏi giữ tiền phòng thân nên rất tiết kiệm, được người khác mời đi ăn hoặc đi chơi mới là chính. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, sống lạc quan và không ngừng cố gắng. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, thái độ hòa nhã làm hài lòng cả những người khó tính. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, cơ thể lành lặn, khỏe mạnh là phúc nhà. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, bạn nghèo, có người không rời bỏ bạn là hạnh phúc. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, bạn mệt, có người lo lắng cho là may mắn. Con số may mắn 8, 4, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường hồng, nâu đậm. Quý nhân phù trợ Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu ngày 25 tháng 5 năm 2022. Vận lâm thương quan nên bản mệnh dễ bị mất chức, bỏ học, thôi việc, mất quyền lợi trong công việc. Đi đâu làm gì cũng phải ý tứ, nói xấu ai cũng phải ngó trước ngó sau một chút. Dậu thông minh nhưng còn thiếu sự khiêm tốn, khéo léo để công việc được như ý. Thứ tư này cục diện mộc khắc kim khiến tuổi Dậu đau đầu vì tình cảm khá nhiều. Nhiều bạn nam tuổi này vẫn chưa lấy được vợ là do kén cá chọn canh, quá ham chơi. Người có gia đình vì áp lực cơm áo gạo tiền nên hay gắt gỏng với con cái, cha mẹ. Tuổi này hôm nay không nên mong cầu tiền bạc mà nên cầu sức khỏe. Gần đây bạn ăn uống ngủ nghỉ thất thường khiến sức khỏe giảm sút. Muốn kiếm được tiền thì cơ thể phải khỏe mạnh, đừng tham công tiếc việc. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, lúc nào cũng khổ tâm nghĩ cho người khác. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, vì cơm áo gạo tiền mà đau đầu. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, không nên tin tưởng bạn bè quá. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, tiền bạc không quan trọng bằng gia đình. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, đủ ăn, đủ mặc đã là may mắn lớn rồi. Con số may mắn 2, 6, giờ tốt
9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, xám. Quý nhân phù trợ: Tị, Sửu. Tử vi tuổi Tuất ngày 25 tháng 5 năm 2022. Ngày này bản mệnh khá chật vật vì công việc do có tỷ kiên chiếu mệnh. Mọi khúc mắc thường đến từ bạn làm ăn chung, đồng nghiệp lớn tuổi hoặc đối thủ làm ăn. Ai thấy bạn làm ăn được cũng sôi máu nên toàn đặt điều chơi xấu để hạ bệ bạn. May mắn là vận tình cảm có tam hợp nâng đỡ nên sán lạn hơn hẳn. Những người từng đi qua thương tổn chắc chắn sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc và tìm thấy điều trân quý. Mọi vết thương của bạn trong quá khứ sẽ sớm được chữa lành nhờ những người tốt. Vì mộc khắc thổ nên tinh thần kiếm tiền của Tuất thụt lùi. Người ta nói gì là chuyện của người ta. Mình nghe, tin, nhìn rồi để bụng mới biến thành chuyện của mình. Bạn kiếm tiền chân chính thì chẳng phải sợ lời đàm tiếu của người ngoài. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hỏa. Đời thay đổi khi bạn bớt lo nghĩ. Tử vi tuổi Bính Tuất, thổ. Chỉ muốn một cuộc sống thảnh thơi không lo nghĩ. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc. Vì miếng cơm manh áo nên khá vất vả. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim. Hay vấp phải những người vô ý tứ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy. Ngày bình an không cần lo lắng nhiều. Con số may mắn: 8, 2. Giờ tốt: 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: nâu, vàng. Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão. Tử vi tuổi Hợi ngày 25 tháng 5 năm 2022. Tử vi hàng ngày dự báo nhờ thiên tài chiếu mệnh nên những người bạn tuổi Hợi hôm nay nhanh nhẹn hơn mọi ngày, cân được cả việc phụ lẫn việc chính, thi thoảng dễ gặp may như trúng thưởng, được khách khen hoặc được khen bất ngờ. Lưu ý, dù may mắn đến đâu cũng nên khiêm tốn kẻo mất lộc. Nay bản mệnh hợp tác làm ăn có lợi, nhân duyên hài hòa, tình cảm tốt đẹp là nhờ vào lục hợp. Ở nhà hay ăn nói bộp chộp là vậy, nhưng khi ra ngoài, con giáp này cực khéo trong đối nhân xử thế, chẳng để ai chịu thiệt bao giờ. Nhờ thủy sinh mộc nên ngày hôm nay, tình hình tài chính của Hợi khá ổn định nên bạn không cần phải lo lắng quá nhiều. Bạn có thu nhập cao đủ để trang trải cuộc sống. Nhiều bạn trẻ nhanh nhẹn hơn thì kiếm được tiền trên mạng xã hội. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa. Người khác không có quyền phán xét gia đình bạn. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ. Hàng xóm hay soi mói chuyện riêng tư của bạn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc. Người biết đủ là người hạnh phúc. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim. Mỗi sáng thức dậy vẫn khỏe mạnh là phước lớn. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy. Đừng mưu cầu tiền bạc, hãy mưu cầu bình an. Con số may mắn: 1, 3. Giờ tốt: 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: cam, đen. Quý nhân phù trợ: Mùi, Dần. Đánh giá tử vi ngày 25 tháng 5 năm 2022 của 12 con giáp. Tuổi may mắn nhất trong ngày: Hợi, Ngọ. Con giáp vướng nhiều rắc rối nhất: Dậu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Nghệ Tốt nhé!